Em chào các bác. Hôm nay em quay video giới thiệu đến các bác là một cái cây hoàng phi hạc trắng tuyền. Nhưng trong họng của nó đấy, anh chị nhìn tít sâu bên trong nó vẫn hơi có tia đấy. Hơi có tia màu hồng, đúng không ạ? Đấy là sâu trong bên họng. Còn đây là cái môi hoa của nó. Môi hoa của nó là màu trắng. Nó hơi ngà ngà một chút thôi, chứ nó không phải là họng vàng như là những cây hoàng phi hạc khác. Môi hoa này là môi hoa của cây hoàng phi hạc, các anh chị nhé, chứ không phải là cái cây hoàng tỏa xoắn. Môi hoa của cây hoàng tỏa xoắn, cái tử phi hạc ấy, thì nó là cái môi hoa nó nhọn và nhỏ hơn kiểu lưỡi ống. Đây là hoàng phi hạc thì là cái cây môi hoa tròn to hơn và nó mở. Đấy, đây, anh chị nhìn các góc cạnh của nó thì sẽ thấy là cái tia ở trong của nó, trong họng nó hơi có tia. Nó có hình như có một con kiến hay con gì đang bò đây. Đấy, trông rất là vui đúng không ạ? Kiến rất là nhỏ. Đấy. Thì đấy, trên một cái cây hoàng phi hạc trắng này thì để mà nói là cái cây hoàng phi hạc mọi người hay thấy có những cái cây năm cánh trắng, họng vàng đúng không ạ? Thì có mỗi cái họng vàng thôi mà đột biến sang cái cây trắng này thì nó cũng ít hơn. Chứ nó không phải là như những cái cây trắng tím, như cây trắng tím, như những cây phi điệp hay cây hạc vĩ hay một số những cái cây khác thì là nó tỷ lệ đột biến nó nhiều hơn, trắng tuyền nhiều hơn. Nhưng còn cái cây trắng này thì nó cũng ít hơn là cái cây các dòng kia. Riêng cái hoàng phi hạc này em thấy ít hơn, nó không nhiều bằng những cái dòng như hạc vĩ hay phi điệp. Hoàng phi hạc này trắng này là nó khá ít. Cái này họng của nó thì chỉ hơi ngà, gọi là xanh và trắng ngà, nhưng còn cả bông của nó là trắng. Và nhìn chung thì chúng ta cũng thể gọi đây là cây hoàng phi hạc trắng được. Kèm vào trong đó thì ở trong họng của nó vẫn có một chút tia màu hồng. Đấy, mọi người có thể thấy đúng không ạ? Đấy, thì như cái cây này thì là nó có hai mắt trên đỉnh, bởi vì cây nó nhỏ. Hai mắt trên đỉnh ra được 4 bông hoa. Thì cái bông này và cái bông đằng sau. Đấy. Thì cái cây này đây thì mọi người nhìn ngang thì sẽ nhìn thấy ngay là cái điểm mà hồng ở trong đúng không ạ? Điểm hồng ấy. Điểm hồng ở cánh hoa. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, điểm hồng nó cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó ở sâu ở trong họng. Đấy, thì các bác có thể thấy là để mà cái cây hoàng phi hạc nó đột biến này, nó cũng khá ít chứ nó không có nhiều. Như anh chị thấy là cái cây hạc vĩ chẳng hạn đấy. Hạc vĩ thì cái dòng hạc vĩ thì nó đột biến trắng nhiều. Hoặc là cái cây phi điệp trắng, rất nhiều cây phi điệp trắng. Những cái hoàng phi hạc này thì em thấy là nó cũng ít đấy, mặc dù nó chỉ đột biến mỗi cái lưỡi thôi. Đấy, môi hoa đấy, màu mắt đấy, trong họng của nó đây, hơi hồng, và nhìn kỹ thì sẽ thấy đúng không ạ? Thì đây là được 2 bông, tổng số là 5 bông, nhưng mà 3 bông chưa nở, 2 bông đã nở rồi. Thì đấy là cơ bản về cái bông hoa này. Thì cái dòng hoàng phi hạc này thì chăm sóc của nó cũng đơn giản thôi. Chăm sóc cây hoàng phi hạc nó cũng đơn giản. Các bác chăm sóc là cứ cho cái loại giá thể là vỏ thông. Như em hay dùng đó chính là vỏ thông không thôi. Vỏ thông không, có thể là khi mới trồng mà muốn cho nó ra rễ nhanh thì cho một ít rêu để cho nó ra rễ nhanh. Còn đâu thì cứ chăm sóc bình thường với tưới nước thì là cây nó ra rễ phát triển rất tốt. Hoàng phi hạc này thì nó ưa khô là nhiều, chứ nó không phải là cây ưa ẩm nhiều như là những cái cây dòng phi điệp hay hạc vĩ thì ẩm nhiều thì thân nó to. Nhưng hoàng phi hạc này thì nó nếu ẩm thì nó sẽ rất là dễ bị bệnh và rất là dễ chết. Nên là các anh chị lưu ý, nếu trồng chậu thì trồng giá thể thoát nước tốt, ví dụ như là vỏ thông hay xoài nhẹ hay một số những cái loại giá thể thoát nước tốt để cho cái cây nó được phát triển một cách khỏe mạnh hơn. Cái cây hoàng phi hạc trắng này thì nó cũng không có quá nhiều, và như em thấy thì nó cũng có một số nơi là cũng có những cái cây này, nhưng mà cái tỷ lệ nó vẫn ít hơn là những cái cây đột biến trắng khác. Có nghĩa là ít hơn như cây phi điệp chẳng hạn. Phi điệp thì nó nhiều cây trắng khác nhau. Còn cái cây hoàng phi hạc này thì ít cây đột biến trắng. Đấy, thì là sơ qua với cái cây hoàng phi hạc trắng.
thì mọi người cũng tham khảo thêm một số nơi, một số đơn vị. Như bên em thì cũng có những cây này nhưng mà cũng chưa có nhiều. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.